bản thân em thì hai kỳ SEA Games thật sự là em cũng rất là buồn. Năm 2019 thì là bà ngoại. Còn năm nay thì bà nội nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hải đang có mặt tại thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Chính xác là Minh Hải đang đứng trước cửa nhà tiền đạo Phạm Hải Yến, một trong những tiền đạo chủ lực của bóng đá nữ Việt Nam, một trong những kỷ lục gia của bóng đá nữ Việt Nam và một trong những niềm kỳ vọng lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam ở sân chơi lớn nhất World Cup. Bây giờ Minh Hải xin mời các bạn đến thăm nhà của Phạm Hải Yến và chúng ta cùng khám phá những câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc mà Minh Hải tin chắc các bạn không tìm được ở bất cứ một nhân vật thể thao nào. Xin chào Yến. Chào anh. Chào em. Thưa quý vị các bạn, là sau rất nhiều lần anh em tôi hẹn nhau thì ngày hôm nay mới được đến thăm nhà Yến. Và thực sự là Minh Hải rất là muốn chúng ta cùng nhau kể một cái câu chuyện về một niềm cảm hứng rất lớn từ Hải Yến, từ những đóng góp của Hải Yến và kể cả những cái hy sinh của Hải Yến nữa. Hy vọng chúng ta sẽ có một câu chuyện đầy đủ. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phải nói là đây là phải nói bộ sưu tập cực kỳ đồ sộ. Trong số huy chương này thì cái nào em cũng rất là quý trọng rồi, gọi không chỉ riêng một cái nào hết ạ. Thì nó đều là cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân em qua từng trận đấu cũng như là qua mỗi giải đấu từ khi em còn trẻ cho đến hiện tại bây giờ em là một thành viên của đội tuyển nữ quốc gia. Cái nào là cái huy chương mà Yến thấy vất vả nhất mới có được? Thực sự là nếu mà nói là vất vả nhất để có được cái huy chương thì em nghĩ là tấm huy chương tại SEA Games năm 2019 Philippines. Thì khi đó bọn em đã phải đá trận chung kết với cả đối thủ Thái Lan và trận chung kết đã phải đá đến những phút hiệp phụ. Đúng rồi. Và khi đó em cũng là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu tại hiệp phụ. Cảm xúc khi mà nhắc lại cái khoảnh khắc đấy như nào? Anh có mặt ở trên sân vận động, anh có nhìn thấy hình ảnh em ghi bàn và anh đến nói bây giờ anh vẫn nổi da gà thật sự luôn, là nó là một cái cảm xúc rất là khác biệt. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy cái tấm huy chương này thì nó nhắc nhở em về điều gì? Là khi mỗi lần nhìn thấy tấm huy chương này thì bọn em cũng cảm thấy vẫn còn rất là kiểu hồi hộp, cũng là rất là có cái cảm xúc gì đấy nó lâng lâng khi mà bọn em đã cố gắng hết bản thân mình và cũng đã được đền đáp xứng đáng. Khi trong trận chung kết đấy, lúc mà em được vào sân thì lúc đấy ba huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng chỉ nói với em một điều là có bao nhiêu sức chơi bấy nhiêu và hết mình là được. Và khi đó em vào sân mà cũng rất là may mắn, em là cầu thủ duy nhất ghi bàn thắng, thì khi ghi bàn xong thì cảm xúc vỡ òa. Mọi người cùng ôm nhau rồi chạy về phía ban huấn luyện như là để chia sẻ niềm vui. Anh có một cái anh thực sự anh nể cái năm đó nó mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc, bởi vì các cầu thủ chúng ta đã chiến đấu đến giọt sức lực cuối cùng. Chúng ta không bao giờ quên hình ảnh của Trương Thị Kiều, không thể quên được những cái hình ảnh của các chị em chiến đấu như những chiến binh. Anh thấy em bắt đầu thấy rất là nhiều những sự xúc động, anh bắt đầu nhìn thấy ở trên khóe mắt của em những giọt nước mắt. Khi nhắc đến những cái câu chuyện này thì tại sao em lại có một sự xúc động lớn như thế? Bởi vì nó đã là thành công cách đây đã là 3 năm rồi. Mặc dù nó đã trải qua 3 năm mà thì nó cũng khá là ghi dấu trong lòng của em. Vì cái sự nỗ lực của bản thân em cũng là của đồng đội của em. Thật ra nó cũng là một cái sự tri ân của em đối với cả bà ngoại của em. Thực ra khi em đi thi đấu thì bà mất thì lúc đấy em cũng rất là buồn. Mọi người cũng động viên em để em thi đấu được tốt. Vì vậy khi giành được tấm huy chương vàng này em cũng như là lời cảm ơn đến mọi người đồng đội, cũng như là cảm ơn đến bà đã luôn động viên em. Anh có xuống Cẩm Phả hôm đó và anh cũng định gặp Hải Yến ở ngoài sân, nhưng mà lúc đấy thì mọi người nói là em đã về vì bà mất. Và anh còn nhìn thấy cái hình ảnh đầu tiên khi mà chúng ta kết thúc trận đấu với Philippines, anh đã nhìn thấy em khóc. Cái cảm xúc lúc đấy nó đến với mình như thế nào? Trong cái trận đấu đầu tiên khi đá xong với Philippines thì em cũng cảm thấy rất là
Thì là trong quá trình chuẩn bị bọn em cũng kiểu như là có giai đoạn bị ngắt quãng, thì bọn em với thì tập huấn ở bên Hàn xong mà bọn em lại về Quảng Ninh, nó bị thay đổi thời tiết quá đột ngột, bọn em cũng cảm thấy khá là mệt mỏi khi như mọi người cũng biết là trong cái trận đấu với Philippines bọn em lại là người bị phải đuổi tỷ số khi Philippines đã ghi bàn trước. Và cũng là một sự may mắn cũng như nỗ lực của các đồng đội của em, chị Dung với chị Trang cũng đã ghi bàn và đội đã thắng ngược. Và khi kết thúc trận đấu em cũng cảm thấy vừa mừng cũng là cảm thấy như là mình đã trải qua được một cái khó khăn khá là lớn, vì khi mọi người cũng biết là Philippines là một cái đối thủ năm nay người ta có rất là nhiều thay đổi. Vậy khi mà trải qua một cái cuộc đấu như vậy em cũng cảm thấy mình như là vỡ hòa cảm xúc, thì những cái cố gắng của mọi người thì đã giành lại chiến thắng và bọn em còn phải nỗ lực hơn nữa để chắc các trận tiếp theo. Một mất mát rất là lớn trước một trận đấu rất là lớn, trước một cái giải đấu rất là lớn và cực kỳ có ý nghĩa với người dân Việt Nam ngay trên đất nước của mình. Cái sự mất mát đấy nó ảnh hưởng như thế nào đến Yến và nó tạo ra cho Yến một cái sức mạnh như thế nào? Bản thân em thì hai kỳ SEA Games thật sự là em cũng rất là buồn. Năm 2019 thì là ba ngoại, còn năm nay thì bả lộ nhé. Có lẽ là thưa quý vị và các bạn là chắc là chúng ta cũng đã hiểu được cái cảm xúc của Hải Yến. Mỗi một năm thành công về mặt sự nghiệp thì lại mất đi một người thân. Và thực sự là khi mà Hải Yến chia sẻ như thế thì anh thực sự là anh rất là đồng cảm. Anh đã hiểu là vì sao khi mà kết thúc trận đấu với Philippines anh để ý Yến rất là kỹ. Đấy, bởi vì là kể cả là sau trước trận chung kết chúng ta lại gặp Thái Lan. Và anh vẫn nhớ cái trận đấu mà em đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan. Và anh tin chắc là và hôm đấy anh đã dự đoán là chúng ta vẫn thắng với tỷ số 1-0, Hải Yến là người ghi bàn. Và anh mong cho điều đó, bởi vì nếu có bàn thắng trong trận chung kết đó, nó sẽ là một cái bàn thắng rất là ý nghĩa. Giống như kiểu mình đối xử công bằng với bà nội và bà ngoại. Nhưng mà điều đấy nó đã không đến, em có cảm thấy tiếc nuối vì điều đó không? Bản thân em thì cũng chỉ là cố gắng nỗ lực hơn mình. Nếu mà em có bàn thắng cho riêng mình thì đấy là một điều may mắn. Còn nếu mà không có bàn thắng cho riêng mình nhưng mà đồng đội của em cũng có ghi bàn thì đấy là em nghĩ là cái xứng đáng cho cả đội. Thì nếu mà mình quá bản thân mình thì sẽ ảnh hưởng xấu đến thành tích của cả đội. Bà nội và bà ngoại có ảnh hưởng như thế nào đến Yến, đến sự nghiệp của Yến và đến con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Yến? Ở nhà em thì ngày trước bố mẹ em thì thường không ở cùng em nhiều, thường phải đi làm xa nhà. Như vậy em thường ở với cả các bà nhiều hơn. Lúc thì ở trên đậu ở ngoại, lúc thì ở bà nội. Có khoảng thời gian, lúc mà con ở nhà thì nhiều khi bà ở với cả nhà các bác ấy, chứ cũng không phải là ở nhà em. Thì có lúc thì bà ở với nhà em, còn lúc mà bố mẹ em lúc đấy đi làm mọi người ở dưới đồng không có thời gian ở nhà nhiều thì bà chuyển xuống ở với cả nhà các bác. Thì lúc đó thì em cũng theo bà xuống nhà các bác ở. Lúc mà em bắt đầu đi đá bóng các thứ thì bà cũng rất là lo cho em khoảng thời gian đó. Thì thế là hai bà cháu ở nhà thôi, thực sự một người phụ nữ rất là mạnh mẽ trên sân, một người chiến binh thực sự, một người chúng ta gọi là một hổ đầu đàn ở trên sân, nhưng mà đối diện với những câu chuyện tình cảm vẫn khóc như một cô bé. Chúng ta không còn nhìn thấy một kỷ lục gia, một vua phá lưới, một niềm kỳ vọng cực lớn của bóng đá Việt Nam, mà chúng ta đang nhìn thấy một người con, một người cháu trong gia đình. Và đấy chính là những cái nét mà Minh Hải rất muốn đưa các bạn đến để chúng ta hiểu được là các cầu thủ của chúng ta ở trên sân họ như những chiến binh, nhưng ra ngoài đời họ cũng nhẹ nhàng, họ cũng tinh tế, họ cũng dễ xúc động như bất cứ một cô gái nào khác. Anh thực sự tại sao anh lại chọn Hải Yến để
kể cái câu chuyện liên quan đến tình cảm. Bởi vì là trong cái quá trình mà anh theo dõi SEA Games, anh theo dõi Yến rất là kỹ. Anh nhìn thấy những lúc em áp lực, những cái lúc mà em vào sân đầy hiệp hai em cố gắng như thế nào, và những cái tình huống nó không được như ý muốn, em tiếc nuối và thậm chí là em giận dữ như thế nào. Và anh hoàn toàn anh hiểu là cái động lực nó không chỉ là đội bóng, nó không chỉ là tổ quốc, mà nó còn có một cái góc nào đấy nhỏ nhỏ rất cá nhân mà mình muốn tặng cho bà của mình. Một người mà có lẽ là sống với mình, chia sẻ với mình rất nhiều ước mơ. Khi mà hai bà còn sống thì Yến thường tâm sự với bà điều gì và bà chỉ bảo Yến điều gì? Rằng lúc mà bà còn sống thì muốn em đi ở trên đội về, và thăm bà thì bà cũng chỉ hỏi em xem học hành rồi tập luyện ở trên đội như thế nào, có mệt không hay nào. Bà có hay tiếp tế đồ cho cháu gái không? Có. Ví dụ như là thỉnh thoảng ít quà, ví dụ mặc dù là em thi đấu ở trên câu lạc bộ Hà Nội thì em cũng có nhận được sự hỗ trợ từ phía câu lạc bộ, nhưng nhiều lúc về nhà bà cũng thường hay vẫn gọi là rúi tiền cho cháu, sợ cháu đi học xa nhà vất vả. Cái tuổi tác cũng là sức khỏe của em yếu, thì em mỗi lần em ở trên đội về thì em thường mua những cái thực phẩm bổ sung sức khỏe để đưa bà, để bà bồi bổ sức khỏe thôi. Chứ em những cái thứ đồ đắt quá hay gì thì em cũng không phải mua, em chủ yếu là nghĩ đến sức khỏe của bà. Lúc đấy thì vui thật, nhưng mà thì giấu kín hai vợ chồng, gọi là xem với nhau thôi. Đúng, người ta vui thì người ta gieo hò, mình thì không. Thế là cũng nhiều người gọi điện hỏi thăm chúc mừng, cũng có một số các bác hàng xóm là bác sang rồi chúc mừng thôi, chứ cũng không đông. Thế còn đâu là toàn bộ anh chị em các thứ là gọi điện. Thế cũng vui lắm, buồn là bố mẹ mà con thành công thì cũng vui. Nhưng mà trong nó có một chút lấn cấn chuyện gia đình, nên ra là nó cũng không được thoải mái lắm. Có nhiều thứ tiền không mua được đâu, đó chính là những cái này, đúng không? Đây là món quà mà em đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, nước mắt, thậm chí là máu của mình để mang biếu bà. Khi mà em thi đấu, bà có được đi xem em thi đấu hay không? Và những cái trận đấu quan trọng, những cái trận chung kết, rồi huy chương vàng, rồi chức vô địch, vô phá lưới, bà có đến tận sân để xem hay không? Trong thời gian em thi đấu thì bà vẫn chỉ là ở nhà xem ạ. Thì bà em thì tuổi tác khá là cao, cũng nghe lại di chuyển rất là vất vả. Ở nhà thì bác như bố mẹ em cũng sẽ mở tivi để cho bà xem trận em thi đấu. Yến có cảm thấy tiếc không? Khi mà bà không ra sân để tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy và tận trái tim cảm nhận về cái sự cuồng nhiệt của cổ động viên họ dành cho Yến và dành cho các đồng đội. Nếu mà bản thân em thì lúc nào em cũng muốn khi mà mình thi đấu thì luôn có gia đình ở trên để cổ vũ như thế đó, thì cái động lực của em nó sẽ được thúc đẩy nhiều hơn. Thì mình là người tình cảm nên mỗi lần như thế em rất là muốn có gia đình đến cổ vũ. Nhưng mà em cũng suy nghĩ là có thể là bố mẹ hoặc anh chị em đến cổ sân có thể cổ vũ, nhưng mà thì cũng lo sức khỏe của ông bà. Không thể nào mà di chuyển quãng đường xa cũng như là chịu cái áp lực của những cổ động viên, có thể rất là vui vẻ nhưng cũng có cái nhiều cái nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, thì em nghĩ là sức khỏe của bà là chưa hết. Bây giờ thì Yến có thể chia sẻ với mọi người từng cái huy chương một của em. Đâu là cái huy chương đầu tiên trong số tất cả những cái huy chương này mà em nhận được? Trong tủ này chắc là huy chương đầu tiên của em thì em nghĩ là anh thấy cái này nó cũ cũ, khả năng cao là nó cũng khả năng là nó nằm ở đây đấy. Dạ. Đây. Cái này là huy chương đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. À, huy chương đầu tiên là chúng ta AFF Cup. Vâng. AFF Cup 2011 ở Lào. Tại Lào. Vâng. Lúc đấy em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 2011 là 17. 17 tuổi. 17 tuổi có tấm huy chương đầu tiên. Bây giờ thì anh tin là nó thực ra là em sẽ còn rất là nhiều, đúng không? Vâng. Chứ thế này thì là nó là ít quá, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn một vài những cái huy chương đi. Em chia sẻ với mọi người về cái huy chương SEA Games đi. Ba cái huy chương em để sát nhau này.
À đây đây, không, cái này đã chứ. À. Đây là huy chương vàng đầu tiên của AFF của em. Đúng. Là ở trên đất Thái Lan. Đúng. Và bọn em cũng đá chung kết với cả Thái Lan rồi. Và một trận đấu không thể nào quên đúng không? Vâng. Có một cái thẻ đỏ của chị Huỳnh Như. Tự nhiên lại đấy, các bạn thấy không? Hai cái cách nhau 8 năm. Từ huy chương đồng biến thành huy chương vàng và quan trọng nhất vẫn trên đất Thái Lan. Em là rất có duyên với Thái Lan nhỉ? Cứ gặp Thái Lan là thắng đúng không? Vâng. Đấy, rất là nhiều trận. Ví dụ như là AFF này. Vâng. Rồi SEA Games này. Vâng. Rồi kể cả là con đường đi đến World Cup cũng vẫn thắng Thái nhỉ? Vâng. Yeah. Đấy, rất là hay. Nên là ở trên sân người ta hay viết cái câu là Thái Lan ơi xưa rồi. Là đây, về đây là nhìn thấy Thái Lan xưa thật sự luôn. Tiếp tục, em còn những cái huy chương nào nữa em muốn kể cho mọi người? Ba cái SEA Games này, ba cái SEA Games liên tiếp đấy. Anh thấy ba cái SEA Games liên tiếp này nó rất là đẹp đây. Đó, ba cái huy chương SEA Games. Tuyệt vời. Đó. Chắc là cái huy chương mà em cảm thấy tiếc nuối nhất là huy chương bạc năm 2016 tại Myanmar. Khi đó thì bọn em nghĩ là bọn em sẽ được huy chương vàng. Nhưng đó bọn em cũng đá AFF Cup và chung kết cũng là gặp Thái Lan. Khi đó bọn em đã phải đá đến cái loạt luân lưu. Thì mà khi mà chị Nguyễn Thị Liễu thực hiện quả ban đấy thì trọng tài nó không công nhận. Bọn em phải đá thêm một loạt nữa thì là khi đó là cầu thủ của mình đá ra ngoài và bên Thái người ta đạt huy chương vàng. Thì lúc đấy bọn em rất là tiếc nuối vì bọn em nghĩ là sau cái tình huống của chị Liễu thì bọn em đã có chắc huy chương vàng trong tay. Mà sau đó thì lại phải đá thêm một loạt nữa thì bọn em sẽ đã phải là nhận huy chương bạc. Về riêng thì có khóc không? Về riêng có khóc. Hôm đấy có khóc không nhiều vì rất là tiếc luôn ạ. Tiếc chứ. Chứ cửa thiên đường rồi. Anh thấy em hơi bị nhiều tình cảm đấy. Em rất nhiều cảm xúc đúng không? Không nghĩ là có một sát thủ lại hay khóc nhè như thế. Đây là những tấm huy chương đúng không? Vâng. Nó là cúp quốc gia này. Giải cúp quốc gia. Cúp quốc gia này. Đây là đại hội thể thao toàn quốc này. Vâng. Giải vô địch rất là nhiều luôn. Đây là giải vô địch quốc gia này, đúng không? Rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở bên này thì mình còn nhìn thấy có quảng bạc này. Đấy, quảng bạc này. Quảng bạc này. Em có rất là nhiều danh hiệu rồi, đúng không? Em có bao nhiêu danh hiệu vua phá lưới nhỉ? Em có 4 danh hiệu vua phá lưới vào giải vô địch quốc gia. 4 danh hiệu vua phá lưới. Mấy chiếc vô địch quốc gia nhỉ? 3. 3 chiếc vô địch quốc gia. Mấy cúp quốc gia? Quốc gia thì em chưa có duyên để có chức vô địch. À đúng rồi, năm vừa rồi là vào chung kết nhưng mà vẫn thua đúng không? Hai lần về nhì. Đúng rồi, hai lần về nhì. Hai quả bóng bạc. Tức là có vẻ như là cúp quốc gia và quả bóng vàng nghe có vẻ là mình cứ về bạc nhỉ? Đúng không? Phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Thời sắp đến rồi, yên tâm. Hai quả bóng bạc. Những lúc mà chuẩn bị có kết quả quả bóng vàng thì tâm trạng của em như nào? Em có một cái sự kỳ vọng nào đấy cho bản thân mình không? Thực ra trong lúc mà bầu chọn quả bóng vàng, quả bóng bạc thì nhưng mà mỗi cá nhân cũng đều có sự kỳ vọng của bản thân. Riêng bản thân em thì em cũng nghĩ là bất kể bạn nào đạt được danh hiệu thì đều rất là xứng đáng vì mọi người đã thực sự nỗ lực hết bản thân mình. Còn cái nhìn nhận của mọi người đón nhận cũng như là cái chuyên môn đấy thì cái sự công bằng của mọi người chắc chắn là sẽ rất là đúng. Vậy bất cứ ai nhận được quả bóng vàng, quả bóng bạc hay quả bóng đồng thì đều rất là thấy là vinh dự, tự hào. Anh muốn hỏi em một cái là trong cái lễ nhận quả bóng bạc em có một cái ngoại hình rất là bắt mắt, ý tưởng như thế nào em lại tạo ra một bộ đồ và mái tóc mà anh thấy nó đặc biệt đến mức như thế? Lúc mà chuẩn bị thì bọn em lúc đó thì cũng mới đi được về cũng không có nhiều thời gian thì bên phía chỗ chị Như ở trong thành phố ấy, thì cũng có nói chuyện với em là có một bên nhà thiết kế người ta muốn tặng quần áo để bọn em có thể tham dự quả bóng vàng, quả bóng bạc đấy thì em cũng có đăng ký. Và đến sát đến ngày tổ chức rồi thì chị Như báo lại là
Yến ơi, trước giờ mọi người người ta bảo là không chuẩn bị kịp cho mình ý, thì bây giờ mình phải tự chuẩn bị, thì lúc đấy em cũng chỉ em bảo ôi thôi chết rồi, như bảo bây giờ em làm sao chuẩn bị được, thì em cũng có nhờ chị Trân, nhà báo ở trong thành phố Trân Trần. Vâng, bây giờ em vào trong đấy rồi, bây giờ em không biết trang phục em lấy ở đâu, thì bây giờ chị có thể dẫn em đi tìm bộ trang phục, thì cũng là nhờ chị tư vấn thì em cũng chọn được bộ trang phục. Tại sao em lại chọn trang phục đấy, và tại sao em lại chọn màu tóc đấy? Tại sao nó lại không phải là màu khác? Thực sự là nó cũng chỉ là trùng hợp thôi ạ. Màu tóc đấy thì là của em là lúc em cũng có đi cùng em Thanh Nhã đi làm tóc, thì cái chị chủ của cửa hàng tóc thì chị nghĩ là chị làm cho em để như này cho đẹp. Thế là em cũng bảo, em cũng là thế em để như này thật đẹp không đấy chị? Chị bảo đẹp, cứ tin chị như là em để như thế. Thì lúc đấy em còn chưa có trong cái bộ trang phục trắng đấy đâu. Thế là em mới đi vào trong thành phố, thì chị Trần đấy cũng dẫn em đi và thôi lấy bộ này cho nó hợp với cả tóc đi. Cũng chỉ là vô tình thôi. Nhưng mà anh lại tưởng là như kiểu em biết trước là em được bóng bạc ấy. Không ạ. Vì nó hoàn toàn trắng muốt từ đầu đến cuối. Mặc bộ đấy em có cảm thấy tự tin trên sân khấu không? Ừ. Anh hỏi thật, em có cảm thấy tự tin không? Em có ngại không? Lúc đó em ngại lắm ạ. Em nhìn nó cứ lồi lồi làm sao. Mọi người bảo không sao đâu. Bây giờ cái này là cũng như là một cái kỷ niệm của em, thì bây giờ em cứ tỏa sáng đi. Rất là hay. Và về sau mọi người có trêu không? Có, mọi người vẫn trêu nhiều. Đến bây giờ vẫn trêu? Vâng, mọi người bảo thế thôi, làm sao mặc bộ vàng trẻ. Vâng, mặc bộ vàng đi. Bảo đùa chứ mọi người đừng có trêu em. Rất tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, là chúng ta còn rất là nhiều những cái kỷ vật ở đây mà có lẽ là phải để Yến tự giới thiệu với nó. Đây là một trong những cái đối với Minh Hải nó là quý giá nhất luôn. Em có thể chia sẻ về phần quà này. Đây là tấm huân chương lao động hạng ba. Em được trao tặng huân chương lao động ba là với thành công vừa rồi bọn em có giành được tấm vé đi tham dự vòng chung kết World Cup, là đã được bên chủ tịch nước là ghi nhận và trao tặng cho một số thành viên của đội bóng đề xuất lên huân chương lao động. Tuyệt vời. Thực sự là để mà các vận động viên mà để mà được nhận những cái này là hiếm lắm đấy. Phải nói là nó cực kỳ quý giá. Chúng ta lại vẫn để nó ở đây. Ở đây thì chúng ta còn rất là nhiều những huân chương lao động này, đúng không? Dạ. Có bằng khen rồi tất cả. Rất là nhiều thứ. Chúng ta bước sang bên này nha. Để xem đây là những cái danh hiệu cá nhân này. Em có thể chia sẻ cho mọi người để mọi người hiểu hơn về những cái thành quả mà em đã có được. Là bên tủ này em thì cũng có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ạ. Và những cái bằng khi mà em được nhận danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, cầu thủ xuất sắc thì em đều lưu giữ lại ạ. Cũng là rất tiếc là có năm 2018 em cũng có nhận được danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng mà khi đó là trao giải ở trong sân Thống Nhất, thì là bọn em câu lạc bộ Hà Nội lại đá xong trước một lượt, bọn em về trước. Em bây giờ vẫn chưa lấy được. Vâng, em có nhờ người lấy nhưng chắc là nó bị thất lạc rồi. Ôi thật là đáng tiếc. Cho anh hỏi là tại sao người ta lại ghi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mà lại không phải là nữ hoàng phá lưới? Có vua phá lưới thì phải có nữ hoàng phá lưới, tại sao không có? Cái này thì em nhân viên ban tổ chức. Rất là hay. Đây chúng ta còn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước đây cũng đã tặng này. Có bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này. Đây là những cái của năm 2018 đúng không? Vâng, 2018, 2019. Đó, rất là đẹp. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ nói một cái câu chuyện mà anh tin là mọi người rất là muốn được nghe. Em đến với bóng đá như thế nào? Tại sao lại chọn bóng đá chứ không phải là những cái môn nó nhẹ nhàng hơn, múa hay là những cái môn đơn giản hơn? Rất là tình cờ đó ạ. Từ nhà em đi ra sân vận động ở xã khá là gần một quãng đường nữa, mà hồi nhỏ thì như anh biết là em hay ở với cả ông bà nhiều hơn, vậy em cũng thường đi ra sân bóng đá, vì khi đi từ nhà em qua lên nhà ông bà là phải đi qua sân bóng đá. Vậy mỗi lần khi đi qua đấy thì em cũng chỉ là xuống chơi chứ cũng chưa nghĩ là mình sẽ theo bóng đá chuyên nghiệp. Cũng vô tình là trong lúc mà em
chơi ở sân thì có ông Dương Khắc Hiểm, là một cựu chiến binh về hưu, thì ông cũng có niềm đam mê về bóng đá. Thì ông cũng chỉ có một vài quả bóng gì đấy là muốn dạy cho trẻ con ở trong xã chơi để có một cái môi trường lành mạnh. Thì em cũng thấy các bạn bè cùng tuổi chơi thì em cũng xuống chơi ạ. Sau một thời gian chơi ở sân của xã thì ở trên trung tâm thành phố Hà Nội có điển đợt tuyển chọn các đứa cầu thủ để lên trên sân Hà Đông đào tạo, thì cũng có về dưới chỗ sân vận động của xã em tuyển chọn, thì cũng rất là may mắn em cũng là một trong số các bạn được tuyển chọn trong đợt tuyển chọn này. Đến khi nào thì em bắt đầu nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp? Là khi mà em nhận được cái thông báo là mình đã trúng tuyển đội bóng đá của thành phố, thì lúc đó em nghĩ là mình sẽ theo bóng đá chuyên nghiệp. Thì thực sự là bọn em đều xuất thân từ nông thôn, thì cái thời gian chơi bóng đá ở nhà bọn em chỉ là vừa chơi rồi để tranh thủ thời gian những cái lúc mà mình không phải làm gì với cả công việc của gia đình thôi. Thì khi mà mình nhận được cái sự mời đấy thì em nghĩ là mình nên suy nghĩ một cách nó gì đấy và đấy hơn để mình có cái em nghĩ là lúc đấy em còn trẻ lắm, em chỉ nghĩ là mình muốn thử ra ngoài chứ cũng chưa biết bóng đá chuyên nghiệp nó như thế nào đâu ạ. Thật sự là như thế. Đến lúc mà lên đến đội rồi, khi trong thời gian mà ăn ở tập luyện cùng các bạn cũng như là thầy cô rồi, thì lúc đó em nghĩ là đây mới là thực sự là bóng đá chuyên nghiệp. Khi mà em bắt đầu đi tập bóng đá, bố mẹ có cấm không? Có, bé thì em cũng nghịch lắm ạ. Thì bố mẹ em cũng không muốn em đi đá bóng chơi nhiều đâu, vì ở ngoài sân vận động thường các bạn con trai chơi bóng đá nhiều hơn, cũng bọn em nữ thì cũng ít, chỉ có một vài người thôi. Thường bố mẹ em biết, lúc em biết em hay ra sân bóng đá thì bố mẹ em lúc đầu cũng cấm, nhưng mà em vẫn cứ trốn đi. Những cái lúc mà bố mẹ em đi làm hộ nhà thì em cứ nói em đi lên nhà ông bà rồi em đi ra sân chơi. Lúc mà thời gian bố mẹ em biết, lúc đấy bố mẹ em cũng chuyển về làm gần hơn thì bố em không cho đi nữa. Bình thường là em hay đi vào buổi chiều, thì thay vì đấy thì bố mẹ em sẽ nói em là nhà em cũng có làm trang trại, thì bố em là thời gian buổi chiều thì con phải ra ngoài trang trại là giúp bố mẹ làm việc ngoài đấy, dọn cỏ các thứ, tới cây các thứ giúp bố mẹ, thì là để em không có thời gian để em đi ra ngoài sân bóng nữa. Nhưng mà em thì em vẫn muốn đi chơi cùng các bạn, em hay trốn là buổi trưa em không ngủ em ra em làm trước, thì buổi chiều em có thời gian rảnh em đi ra sân bóng. Nhưng mà đến khi mà đi nhập học rồi thì nó lại là một câu chuyện khác. Em có thể ở đây thì em có thể là làm sớm xong em ra em chơi. Nhưng bây giờ mà mình đi ăn ở tập trung ở đến câu lạc bộ thì là chắc chắn là nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Làm nào để em đột phá được qua bố mẹ? Là lúc đó em cũng khi mà em được báo em được tuyển, em còn nói với cả bố mẹ. Đúng, em cũng nói là nếu mà em mà đã muốn thực sự là muốn đi thì em phải xác định là em lên đấy là không có gia đình, không có cái việc gì xảy ra hay gì thì cũng chỉ có thể gọi điện về gia đình thôi, chứ không phải là lúc nào cũng có bố mẹ ở cùng. Nếu mà em, bố mẹ em cũng hỏi là nếu mà em cảm thấy em có thể chịu được mà cũng có thể vượt qua những cái lúc khó khăn như thế thì bố mẹ cũng đồng ý cho em đi. Em cũng nói là con cũng muốn theo, bố mẹ em cũng rất là tán thành và đồng ý. Lúc đấy là Yến là mới chỉ 13, 14 tuổi thôi, thì mà lại chưa bao giờ xa bố mẹ. Bây giờ mình lại con gái, bố lại đưa con đi, thế là lại con ở lại tập chuyên nghiệp bên đấy xa nhà. Đúng là tâm trạng thì đúng là chẳng biết tính thế nào, vừa là cũng là thôi thì mừng con là được chơi với cấp trên, người ta tuyển chọn, người ta nhận. Cũng vừa lo là con ra ngoài tự lập sớm, mà Yến lúc đấy còn bé quá, nên là cũng rất là lo. Từ trước ở nhà là cũng xác định, là gia đình cũng xác định là đi tập bóng là vất vả rồi. Hơn nữa là lên đấy là tập chuyên nghiệp, để xa gia đình, xa bố mẹ, tự ăn, tự ở, nên là còn vất vả hơn. Nên là cũng rất lo. Thôi thì vì niềm đam mê của Yến thì thôi chúng tôi chấp nhận thôi. Vì ở nhà cũng thực ra lúc đầu thì cũng một thời gian cũng gàn Yến rồi, không muốn cho Yến đi. Thế nhưng mà Yến ham mê quá thì thôi gia đình chấp nhận.
Nhớ lúc đầu có thực sự là mình có vượt qua được không? Mình có nhớ nhà không? Đến một môi trường mới, một cô bé xíu, đến một môi trường mới, tất cả mọi thứ đều mới lạ, đúng không? Mình thì chưa thể tự lập được, rồi bố mẹ thì ở rất là xa. Thực ra là lúc mới đầu thì em cũng rất là nhớ nhà, cũng có một thời gian rất là buồn, nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà khi em lên trên đội thì cũng có một bạn nữa, nhà cũng cách đây cách nhà em khoảng 50 mét thôi, là cũng lên cùng đợt với em. Thì thi thoảng hai đứa thì cũng buồn thì cũng nói chuyện với nhau, không mà cũng ở cùng với nhau. Những lần mà đội được nghỉ cho về thì tự bắt xe buýt và thứ hai đứa đi về. Giỏi thế cơ. Vâng. Bao nhiêu tuổi mà tự bắt xe buýt được? Lúc đấy mới có 15 tuổi. Wow, thế là giỏi đấy. Vào thời điểm đấy 15 tuổi là giỏi lắm đấy. Vâng. Cũng có mới đầu thì không biết đi đâu. Xong là lên đội thì có các chị ở đội, thì cũng có một số chị quê ở Thường Tín, nhưng mà nói chung là cũng không cùng xã với mình. Các chị chỉ là dẫn cho mình là em nên đi xe nào, đến điểm nào thì em xuống, cứ thế dần. Xong là không sợ bị lạc? Không. Không sợ bị lạc luôn? Không, lúc đấy cũng lúc em lên đội thì cũng có điện thoại di động, đúng, sắm cho cái điện thoại di động, cái chiếc điện thoại cũ. Nếu mà có việc gì thì gọi về. Nên là bố sẽ đến ngay đúng không? Đến ở nhà thì chưa bao giờ xa bố mẹ cả. Nên là cứ chỉ lên ông bà ngoại ấy xong lại về thôi, chứ không đây là ngày lại mang con đi bỏ bẵng một thời gian, nên ra là cũng lo lắng và cũng nhớ con. Thì cũng có những ý định nên đón con thì không, nhưng mà đi lên thăm con, lên nơi đến chỗ yến tập chơi thì là có. Thì cũng lại tới thì dần dần về sau thì nó quen thì cũng đỡ, thì là cũng không kiểu như nhiều những cái tâm trạng như trước nữa. Thì tôi lúc nào nhớ con thì đến thăm xong rồi lại về thôi. Cái thời gian đi tập trẻ của em ấy, thế đâu là cái giai đoạn khó khăn nhất của em, mà cái vấn đề lớn nhất mà mình đã giải quyết nó là gì? Trong cái thời gian mà em tập ở đội trẻ thì em cũng có may gặp chấn thương là em bị gãy xương đòn bả vai. Thì lúc đấy thì em cũng rất là sợ, vì lúc đấy cũng có 16 tuổi thôi. Thì chỉ biết là gọi cho bố mẹ em để bố mẹ em lên xem như thế nào. Mà Yến mà gãy xương vai thì tôi lại phải mang Yến đi lên ra cái chỗ cái viện người ta để điều trị. Ở trên đấy cũng có một cô nữa, cô đi Yến báo là đau thì bảo thì hôm đấy tôi lên thì mới mang Yến đi ra chụp, mới biết là giãn xương vai. Quyết tâm theo đuổi thì bố mẹ thôi đồng ý thôi, chứ cũng xót ruột con. Nhiều khi mà nhìn thấy Yến mà thi đấu ở trên sân mà ngã lăn rồi thế kia thì cũng rớm nước mắt, cũng chảy nước mắt, cũng xót ruột lắm. Nhưng vì đam mê của Yến thì đối với gia đình cũng đành chấp nhận thôi. Trong lúc bố mẹ em nói chuyện với cả các thầy cô huấn luyện viên cũng như là nói chuyện với cả bác sĩ thì cũng đưa ra phương án cho em để em chữa trị, cũng là để làm sao mà em có thể quay lại tập luyện. Vì em mặc dù lúc em bị gãy tay em vẫn muốn ở lại đội để tập luyện. Em cũng nói với cả bên phía bác sĩ là làm sao nghĩ ra cái phương án nào này nó hợp lý nhất thì để em có thể cống hiến cho bóng đá lâu dài. Sau thời gian đấy thì cũng là một thời năm đó em cũng còn trẻ, các bạn thì vẫn được ra tập luyện mà mình phải ngồi gọi là ngồi một chỗ mấy tháng liền, mình không được tập luyện nữa, thì chỉ được nhìn xem các bạn tập thôi, cũng rất là buồn. Nhưng mà sau thời gian đó khi mà xương đòn của em nó ổn định thì em cũng có vào tham gia tập luyện lại với cả đội và cũng đã vượt qua được cái khoảng thời gian đó. Phải nói là một cái chấn thương gãy xương đòn là một chấn thương cực nặng, vì chúng ta toàn tranh cướp bằng vai mà, đúng không? Cho nên là nó cũng rất dễ bị tái phát. Cái lúc mà em bị chấn thương như thế thì trong đầu của em nó có suy nghĩ những cái điều gì mà nó không tích cực không? Ví dụ như là mình có thể nghĩ là liệu sự nghiệp của mình nó có kết thúc ở đây không? Thì em cũng có nghĩ đến ạ. Vì lúc mà em bị gãy xương đòn xong thì em cũng kiểu cũng nghe các bạn nói là gãy tay này thì mà vào tranh chấp bóng đá là cũng rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Thì em cũng rất là sợ. Lúc em đi khám ở bệnh viện cũng thấy bác sĩ cũng có nói
Đấy, em cũng cảm thấy có một cái gì đó dao động. Nhưng mà thì em cũng nói với bố mẹ em là em vẫn muốn theo bóng đá thì bác sĩ, bố mẹ em có nói chuyện với bác sĩ là làm thế nào để em có thể hồi phục và vẫn có thể theo bóng đá. Thì cũng may là cũng đưa ra phương án cho em tốt và em cũng đã hồi phục và có thể trở lại. Em chiến đấu với cái vết chấn thương, vết xương đòn bao nhiêu lâu? Và bao nhiêu lâu thì em có thể trở lại tập luyện được? Khoảng 3 tháng là em chỉ ngồi không được, không làm gì. 3 tháng liền. Lúc đấy là bác sĩ cũng có nói là cũng rất may là khi em bị chấn thương đấy, em vẫn cái tuổi của em vẫn còn trẻ. Về cái khả năng hồi phục của nó rất là khá là cao, vì nó xương nó vẫn có thể tái tạo được nhiều. Em chỉ ở ngồi tại chỗ và giúp mọi người nhặt bóng các thứ thôi, chứ em cũng không được động đến cái chỗ đường đấy, vì sợ nếu mà nó chạch ra thì coi như là xong luôn. Có lúc nào nhìn thấy cái vết chấn thương của mình mà khóc không? Anh nghĩ là cái đấy đối với một người mau nước mắt như Yến thì không ạ. Không thể nào tránh khỏi đúng không? Không ạ. Không luôn. Vâng, cái đợt đấy sự là lúc mà em bị ngã, mà em bị gãy xương đó, em bản thân em và bản mẹ cũng không nghĩ là em sẽ bị gãy xương sau cái quả va chạm đấy. Thì nó cũng chỉ là rất là đơn giản khi mà em ham bóng quá thôi. Và lúc đấy thì em cũng chỉ cảm thấy là nó có đau nhất, thì em cũng có nói với cả bên phía ban huấn luyện, các thầy cô cũng cho em đi chụp thì mới biết là em bị gãy xương. Mới ngã xuống thì cũng chỉ thấy là đau thì lấy đá ra trường, chứ cũng không nghĩ là bị gãy xương. Về sau mới biết. Vâng. Sang ngày hôm sau mới biết. Chứ trong ngày hôm đấy vẫn chỉ nghĩ là nó bị va một tí thôi. Bao nhiêu lâu sau cái chấn thương đấy thì em ghi được bàn? Em cũng không nhớ nữa. Và bao nhiêu lâu thì em không còn nghĩ đến cái chuyện là em đã bị chấn thương vai nữa? Em quên hẳn nó luôn. Sau khoảng thời gian em bị chấn thương thì em quay lại tập luyện. Thì cũng là rất là may em được huấn luyện viên Giảng Hoàng Thác thì cũng thấy sự cố gắng của em và cũng đưa em từ vận động viên của đội trẻ là lên thẳng vận động viên của câu lạc bộ Hà Nội 1 luôn. Em cũng rất là biết ơn và cũng rất là nỗ lực. Từ lúc đấy em nghĩ là mình không phải là một vận động viên của đội trẻ nữa, mình phải cố gắng nhiều hơn. Lúc đấy em không nghĩ là mình có chấn thương hay gì hết, mà em chỉ nghĩ là khi mà mình cố gắng thì mình sẽ có được những cái gì mình mong muốn. Quyết định của thầy đưa em lên đội 1 có phải là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của em trong cái giai đoạn đấy không? Thật sự là cũng rất là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Một bước ngoặt lớn vì bình thường các đội của câu lạc bộ Hà Nội thì sẽ đi theo các lứa, từ lứa trẻ lên đội Hà Nội 2 rồi lên Hà Nội 1. Thì em thì lại là người rất là may mắn lại được đưa thẳng từ đội trẻ lên đội Hà Nội 1. Vậy em nghĩ là mình đã cố gắng và cũng đã các thầy đã nhìn nhận được cái sự cố gắng của mình nên mình mới có được cái vinh dự như vậy. Nhìn thấy một tài năng thì chính xác hơn. Nhìn thấy một cầu thủ ý chí thì chính xác hơn. Anh nghĩ là như vậy. Đâu là cái kỷ niệm tuyệt vời nhất của em đối với bóng đá? Lần đầu tiên em được tham dự ASEAN và em là cầu thủ trẻ nhất đội. Khi đó em có cho mình một bàn thắng tại ASEAN. Em nghĩ là lúc đó mọi người cũng không nghĩ là em có thể ghi bàn trong cái trận đấu như vậy. Tuy nhiên khi bác Mai Đức Chung thay em vào thì em lại nhận được từng truyền của mọi người và em cứ thế em đi bóng xong rồi em sút thôi. Lúc đấy đúng là lúc đấy em còn quá trẻ để em nghĩ là mình lên đá như thế nào, hay là em lúc mà em nhận được bóng em chỉ nghĩ là đi và sút thôi. Lúc đó em khi mà sau khi em ghi bàn xong thì em cảm thấy lúc mà vỡ hòa cảm xúc là sao mình có thể làm được nhiều như thế, vì khi đó trên lứa của em còn rất là nhiều các chị mà các chị đã cố gắng nỗ lực hết sức mình và nhiều khi cũng chưa có thể có cho mình một bàn thắng trong giải đấu như vậy. Vì giải đấu đấy là một giải đấu rất là khó khăn, khốc liệt đúng không? Anh muốn hỏi một tí về cái câu chuyện liên quan đến bóng đá nữ. Chúng ta nói đến bóng đá nữ là chúng ta nói đến vất vả, là nói đến sự hy sinh. Cái sự vất vả và hy sinh đó của Hà Yến nó thể hiện như thế nào? Khi mà thi đấu một cái nhìn những không phải Yến mà nhiều những đồng đội của Yến ấy, những khi mà thi đấu mà rời nắng rời mưa cũng phải ngồi tại chỗ để khu kỹ thuật để nhìn, chứ không được vào khán đài trú mưa đấy. Họ kia con gái mà nắng mưa như thế cũng xót ruột chứ không phải là không. Thế nhưng mà thôi, sự nghiệp như nó vậy rồi thì gia đình cũng phải chấp nhận. Bóng đá nữ thì như mọi người cũng biết,
bóng đá, nhắc đến bóng đá là mọi người thường nhắc đến nam nhiều hơn, vì bảo nữ đi đá bóng thì gặp vất vả rất là nhiều. Nhưng mà bọn em là không có thời gian nhiều với gia đình là nhất, thứ hai là bọn em là con gái, mỗi lần ra sân va chạm chấn thương thứ nó rất là ảnh hưởng, mà đặc biệt là trong những cái thời tiết nó rất là khắc nghiệt, mà bọn em là phụ nữ mà suốt ngày cứ phải đứng ở ngoài sân trời nắng trời mưa, vì vậy nó cũng rất là gian khổ. Còn nhiều hơn là những bạn nào mà chẳng may gặp phải những cái chấn thương mà phải phẫu thuật, thì đối với cả các bạn bóng đá nam thì em thấy sự hồi phục của các bạn khá là tốt, nhưng mà đối với cả bóng đá nữ thì em thường thấy là sau khi phẫu thuật xong thì rất là ít bạn có thể quay trở lại bóng đá chuyên nghiệp được, tức là rủi ro nó lớn hơn và vất vả hơn. Anh nhìn thấy rất nhiều những cầu thủ cũng giống như Hải Yến cắt tóc ngắn, không phải là vì các em không thích tóc dài đúng không, chứ còn khi mà mình tập như này có thể cái đuôi tóc nó có thể bắn vào mắt hoặc là nó có thể gây ảnh hưởng đến cái phong độ của mình đúng không? Khi mà em cắt tóc ngắn thì ngày trước em cũng để tóc rất là dài, nhưng mà khi mà sau một thời gian lên tập luyện thì em thấy nó vướng khi mà mình phải chạy và hoạt động liên tục, cũng như là trong cái quá trình tập luyện bọn em thì thường phải tập cả buổi sáng và buổi chiều, thì cái thời gian để chăm sóc tóc nó không có nhiều thời gian, vì sau cái thời gian tập luyện thì bọn em còn phải dành thời gian để học tập nữa. Vậy em đã quyết định là cắt ngắn đi để nó rút ngắn được thời gian mình cần phải chăm sóc đấy, để có nhiều thời gian dành cho việc tập luyện cũng như học tập hơn. Người Việt Nam có một cái quan niệm về sắc đẹp là nhất dáng nhì da, nhưng mà các chị em mà khi mà đi tập bóng đá thì phải nói là kẻ thù lớn nhất là ánh nắng, là trời mưa, vì nó tàn phá da kinh khủng luôn. Thì các chị em mình phải xử lý vấn đề đấy như thế nào? Bọn em thì thường xuyên phải hoạt động ngoài trời, vậy cái vấn đề về da thì không thể nào tránh được. Các anh thấy bọn em cũng rất là ít người mà có làn da đẹp, hầu như là đều có gặp số vấn đề về da hết. Bọn em cũng chỉ cố gắng khắc phục trước khi đi tập luyện, thì bọn em cũng bôi kem chống nắng rồi bôi dưỡng làm sao để có cái sự hỗ trợ cho làn da thôi, chứ bây giờ mà để bọn em có thể 100% mà cái da nó đẹp như các bạn đi học hoặc là các anh chị cô chị ngồi ở trong văn phòng thì rất là khó, vì mọi người không phải tiếp xúc với cả cái không khí ở bên ngoài nhiều. Bọn em thì cái đấy là cái thường xuyên, và những cái thời gian mà bọn em phải ra nắng thường, những cái thời gian mà gọi là nó nắng nhất. Rồi cả cái dáng của mình nữa, mình phải tập cho nó cơ bắp nó cuồn cuộn lên, nhiều khi đàn ông nhìn thấy nó sợ đúng không? Nhưng mà mình có cảm thấy như thế không? Rồi thậm chí là mình cũng là con gái chứ đúng không? Mình cũng muốn điệu đà một tí, mình cũng muốn mặc chiếc áo dài, mình cũng muốn những cái bộ váy. Nhưng mà dường như là những bộ trang phục đấy nó không dành cho các cầu thủ nữ. Vâng, thật sự là dáng bọn em thì nó thực sự là mọi người nói là đi bóng đá xong sau một thời gian thì thành đi trên vòng kiềng. Mọi người cũng hay chê bọn em như thế, mà em cũng thấy là như thế thật, vì trong lúc bọn em tập luyện cũng theo động tác thì cái sự theo thời gian thì cái chân tay của bọn em nó cũng có sự biến đổi, nên là cơ bắp rồi cái dáng đi và dáng chạy nó cũng cứng rắn hơn, chứ nó không mềm mại như các bạn nữ bình thường. Như là khi mà bọn em mặc quần áo bình thường, quần áo thể thao thoải mái thì không sao, nhưng mà khi bọn em phải mặc những cái quần áo bó hoặc là váy ấy, như các bạn đi làm công sở thì nó rất là khó khăn, vì những cái bắp chân bắp tay của bọn em thường nó nổi lên, nó gân cốt luôn. Mặc những cái đồ như thế nó thực sự là nó rất là mất thẩm mỹ, vậy là bọn em cũng khá là tự ti về cái hình thể của mình. Có khi nào mình đi ra ngoài mà mình chỉ vì cái sự tự ti đấy mà mình thôi quyết định ở nhà? Cũng có nhiều khi mà cũng có lời mời đi đâu đấy sự kiện mà người ta muốn mình mặc theo trang phục của sự kiện đấy, thì bọn em cũng rất là ngại, vì nhiều khi mặc như thế bọn em nó không cảm thấy nó không phù hợp với cả bọn em, mà mặc không đúng trang phục thì nó cũng rất là kỳ. Bọn em cũng có lúc bọn em viện những cái lý do gì đấy để từ chối khéo, mình rất là ngại. Em có thấy là em cũng như là bóng đá nữ đã phải hy sinh rất nhiều những cái thú vui, những cái mong ước rất là con gái, rất là phụ nữ, chỉ bởi vì là chúng ta đã chót lựa chọn một niềm đam mê? Thực sự là bọn em cũng cảm thấy, bọn em cảm thấy thiệt thòi rất là nhiều, vì nhiều khi mọi người có nhiều thời gian để đi chơi cùng bạn bè, cùng gia đình,
thì bọn em lại phải thường dành thời gian vào công việc nhiều hơn. Kể gần nhất đây nhà mọi người có thể ăn Tết cùng gia đình thì bọn em phải ăn Tết lại bên Ấn Độ cũng như ở bên Tây Ban Nha, không được sum họp cả gia đình. Mặc dù là cái Tết cổ truyền của Việt Nam thì là cái lúc đoàn tụ của gia đình thì bọn em lại là phải người đi xa. Và nhiều lúc bọn em cũng cảm thấy rất là tủi thân. Thì những cái dịp lễ Tết bình thường hàng năm thì mọi người có thể được nghỉ lễ, nhưng bọn em thì không có ngày lễ. Những ngày đấy bọn em vẫn tập luyện bình thường. Thậm chí là còn đối mặt với những cái vấn đề lớn hơn. Ví dụ như là Covid ở Tây Ban Nha chẳng hạn. Mỗi người một phòng, đúng không? Rất nhiều những cái vấn đề nó phát sinh. Rồi kể cả những cái nỗi sợ hãi của bản thân, nỗi sợ hãi của bố mẹ, của gia đình, nó cộng hưởng vào, nó làm cho mình cảm thấy là dường như là gần như mất kiểm soát. Yến có thể kể lại cái thời gian khủng khiếp đấy để cho mọi người hiểu được là những cô gái của chúng ta đã mạnh mẽ như thế nào không? Thực là cái quãng thời gian mà bọn em bị Covid ở bên Tây Ban Nha, lúc đấy bọn em cũng rất là sợ. Vì khi mà nhắc đến Covid thì mọi người, không chỉ riêng bọn em mà trên toàn thế giới đều có một cái sự ám ảnh. Đơn cử như lúc trước đại dịch xảy ra ở trong thành phố là khá là nhiều gia đình bị chịu thiệt hại nặng nề. Vì vậy khi mà bọn em biết là bọn em bị Covid ở bên Tây Ban Nha mà lại còn không phải là đang ở trong nước, bọn em lại cái nỗi sợ đấy nó càng nhân lên. Nhưng mà cũng rất là may, bọn em cũng có sự động viên của ban huấn luyện cũng như là phía đoàn, cũng là gia đình cũng thường xuyên gọi điện sang để động viên an ủi bọn em, để trấn an bọn em không quá lo sợ về cái vấn đề đó. Để trong thời gian mà bọn em ở bên Tây Ban Nha thì cái sự cách ly của em là ở trong phòng, của em không bước ra đến cửa, chỉ ở trong phòng và người ta sẽ phục vụ đồ ăn thức uống các thứ là đến tận cửa phòng cho bọn em. Và lúc đấy nhiều lúc em cảm thấy xì chết luôn ấy. Vì thứ nhất là mình đang bị bệnh, và thứ hai là ở trong một cái bầu không khí nó không được tích cực cho lắm, vì hầu như chỉ 24 trên 24 ở trên phòng chứ, luôn sợ chứ, ai chẳng sợ. Xong lại tâm lý mình cũng đặt nặng vấn đề là nếu mà không hồi phục nhanh thì làm sao mình có về bên Ấn Độ mà thi đấu được. Mọi người cũng lúc đấy mà bọn em vẫn nghĩ được đến thi đấu là anh nể lắm đấy nhá. Vẫn muốn lắm anh ạ. Mình đã rất là nỗ lực cái khoảng thời gian mình đi Tây Ban Nha chỉ để chuẩn bị cho mình thi đấu thôi. Chứ mình đi Tây Ban Nha cái mục đích chính của mình là chỉ như vậy thôi. Vậy dù có bị bệnh nhưng bọn em vẫn nghĩ là ôi phải tích cực để về thi đấu. Vì vậy khi mà nghe nói là bác sĩ nói là bọn em cần phải xông rồi bọn em tích cực tập thể dục ở trong phòng, bọn em hoạt động như thế nào để Covid nó nhanh hết, thì hầu như mọi người dăm dắp làm theo, thực hiện đúng, không có lệnh nào. Và thường bọn em còn có một cái nhóm để gọi điện các phòng là cứ đến giờ là tự vào, là tự làm với nhau là xem là nên làm những cái gì để cho mau hồi phục. Thái Thị Thảo kể với anh về ba cái nỗi sợ ở bên đó. Một là ở một mình, nhiều khi tủi thân khóc, nhiều khi áp lực, nhiều khi mình suy nghĩ những điều không tích cực, rồi bố mẹ ở trong nước nóng ruột, mình đang ở nước ngoài nó rất là nguy hiểm, đúng không? Cái thứ hai nữa, chúng ta phải chia sẻ với nhau rất là thật. Bình thường mùi chanh xả nó rất là dễ thương, nhưng ngày hôm đấy thì nó không dễ thương một tí nào, đúng không? Và cái thứ ba là đồ ăn. Lúc mà bọn đồ ăn em thì khủng khiếp, đúng ở không? Bên Tây Ban Nha lúc đầu bọn em sang, bọn em đã rất là khó ăn, và cũng nhờ cái sự hỗ trợ của bên phía lãnh đạo thì cũng nhờ bác sĩ làm thêm lương thực cho bọn em. Nhưng mà đến lúc mà bọn em bị Covid là hầu như là đóng băng toàn bộ các hoạt động, không ai tiếp xúc với bọn em, vì vậy bọn em không được hỗ trợ về mặt lương thực các thứ nữa, mà hầu như là phải tự bên phía khách sạn người ta chuyển cho mình dùng cái gì thì mình chỉ có người đấy dùng thôi. Và cũng may là có một số các thầy cô huấn luyện viên là không bị mắc Covid thì cũng chỉ có thể hỗ trợ bọn em thêm về phía những cái như là đi mua chanh xả, hoa quả các thứ để cho bọn em có thể xông và ăn để bổ sung vitamin thôi. Còn về cái vấn đề đồ ăn cho bọn em thêm thì lúc đấy thực sự là các cô quá nhiều việc không thể lo được thêm nữa. Mà em cũng rất là cảm thông với cái sự vất vả của các cô, mọi người cũng cố gắng, là mặc dù lúc đấy thật sự là rất là khó ăn và lúc trong người mình cũng khá là mệt, cũng không muốn ăn, nhưng mọi người cũng động viên nhau là dù có thế nào thì vẫn phải hồi phục sức khỏe nhanh nhất, khó ăn thì mọi người cũng ráng cố lên và có thể bổ sung vitamin khi các cô mua hoa quả cho bọn em. Thực ra là tại sao anh lại hỏi cái câu chuyện ở Tây Ban Nha rồi ở Ấn Độ?
Bởi vì anh biết là Hải Yến là người mà đã kinh qua rất là nhiều những cái đấu trường phải nói là rất là khắc nghiệt. Em cũng đã là người chiến thắng rất nhiều, 4 lần giành danh hiệu vua phá lưới, 3 lần vô địch, rồi cũng còn rất nhiều những cái tấm huy chương vàng SEA Games nữa. Nhưng mà thực sự là sau một cái quá trình mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có thể đá được, mà chúng ta lấy được cái suất đi World Cup mới thực sự là đáng nể đấy. Cái hành trình đấy là một hành trình anh nghĩ là chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Việt Nam chịu rất nhiều những cái khó khăn như thế. Và cũng chưa bao giờ chúng ta có một quả ngọt mà nó đến vào lúc chúng ta ít hy vọng nhất. Và thực sự là trong lúc mà bọn em bị Covid ở Tây Ban Nha, mặc dù mọi người đã rất là cố gắng để có thể hồi phục, nhưng mà cái bọn em cũng chỉ là cố gắng hết mình thôi. Còn bọn em cũng không nghĩ là mình có thể sang được đến bên Ấn Độ để thi đấu. Thì cái thời gian mà bọn em bị nó quá sát gần với cả ngày phải sang bên Ấn Độ thi đấu rồi, thì cũng rất là một cái sự may mắn gì đó. Và khi mà ngày cuối cùng bọn em xét nghiệm để có kết quả, nếu mà hôm đấy mà bọn em không có kết quả âm tính thì chắc chắn là ở lại Tây Ban Nha và về luôn Việt Nam chứ không có sang Ấn Độ nữa. Vì trước đấy hầu như là ngày nào bọn em cũng có thực hiện test nhanh, và cách 2 ngày thì bọn em được đi test PCR một lần, nhưng mà hầu như là kết quả đều vô vọng. Vì thực sự là lúc đấy không còn khả năng nữa. Nên bọn em cũng mặc dù như vậy nhưng bọn em rất là muốn hy vọng một cái điều gì đấy nó bất ngờ xảy ra. Thì sau cái buổi chiều hôm bọn em đi test, thì sang ngày hôm sau nếu mà có kết quả thì bọn em sẽ đi, mà không có kết quả thì bọn em ở lại. Thì mọi người cũng rất là hồi hộp và cũng rất là lo. Thì lúc chưa đến các cô cũng vậy. Có một chuyện rất là buồn cười là bình thường bọn em sẽ là khoảng hơn 2 giờ 2 rưỡi là bọn em sẽ hội tụ nhau ở trong cái nhóm nói chuyện. Thì tự nhiên lúc đấy cô lại gọi trước từ lúc 1 giờ, xong cô bảo mọi người không dậy à, không ý kiến gì à. Xong bọn em bảo chứ cô ơi, cô có bị nhầm giờ không? cô cũng hồi hộp quá. Cô bảo chết cô nhầm giờ. Nhưng mà lúc đấy cô cũng vui quá vì không nghĩ là mười mấy người của đội cùng được có kết quả âm tính và đi được sang Ấn Độ. Vì vậy bọn em khi mà cô gọi dậy và thông báo kết quả, bọn em được khá là nhiều người đi. Lúc đấy bọn em đúng cảm xúc là vỡ òa luôn. Và mọi người dập luôn máy, đi xếp đồ để đi về. không làm gì nữa. Lúc đấy là cuốn đồ để đi về luôn, không muốn ở lại thêm một giây phút nào. Thì thực sự là đúng là ngày hôm đấy bọn em không đi thì bọn em coi như là từ bỏ cái giấc mơ đi World Cup luôn. Mà phải nói thật là chúng ta vượt qua cái PCR một cách rất là kiểu nó đúng như kiểu ở phút bù giờ, giống như bàn thắng của em năm 2019. Phải run. Đúng không? Sợ. Tao có bao giờ xem kết quả mà cảm thấy là phải nặn từng chữ một không? Có anh ạ. Lúc mà kiểu như là thực sự bọn em trước khi mỗi lần đi test PCR thì bọn em cũng có thực hiện test nhanh trước. Rồi mỗi lần chờ test nhanh, tức là đứng dòm dòm xem chờ xem nó lên được bạch lạc, mà cũng là rất là run. Và lúc mà bọn em test nhanh ấy, nhiều lúc nó cũng có thể là test nhanh nó cho ra kết quả sai, lên 2 vạch rồi, xong bọn em thôi xong rồi. Bọn em bảo không sao, cố gắng điều trị thêm đi để chờ ngày test PCR. Thế là xong bọn em đi test PCR thì lại mọi người lại âm tính, là mọi người mừng quá. Nhưng mà cái anh muốn nói ở đây là những cái khó khăn tiếp theo nó lại đến. Được. Vì sau một quá trình mình cách ly, mình tập luyện nó không đầy đủ, nó không đủ giao án, lượng vận động nó không đủ. Thì khi mà chúng ta phải quay lại và chúng ta phải thi đấu ngay ấy, thì nó rất là kinh khủng đúng không? Mà ở cái thời tiết ở Ấn Độ thì anh xem ở trên TV thôi anh đã thấy là khó thở rồi chứ không phải. Thực sự là mà cái múi giờ nó đá dã man đúng không? Trong cái khi mà bọn em đã qua được cái cửa ở bên Tây Ban Nha về đến Ấn Độ thì lúc đấy cũng rất là khó khăn. Bọn em chỉ có một buổi tập duy nhất vào lúc 18 giờ vào chiều hôm trước, là hôm sau là bọn em đá luôn. Là bọn em chỉ được tập với nhau đúng một buổi. Mà trong khi đó khi ở bên Tây Ban Nha là bọn em hầu như ở trong phòng 24/24 và không có ra ngoài, ngoài lúc mà bọn em đi test là được đi ra ngoài thôi. Thì bọn em cũng chỉ có thể tập thêm những cái tập cơ hoặc là tập một cái tĩnh ở trong phòng thôi, vì cái không gian phòng ở bên Tây Ban Nha nó cũng khá là chật. Vậy khi mà bọn em có đúng một buổi duy nhất tập chung với nhau tại trên sân thì mọi người cũng rất là cố gắng. Mặc dù thực sự là khi mà bọn em Covid xong rất là mệt,
mọi người hầu như trong buổi tập mọi người đều có cảm giác là khó thở và thường phải đi bộ nhiều chứ không chạy được nhiều. Cũng rất là may mà khi mà hôm sau bọn em thi đấu thì mặc dù là chỉ đủ đúng một đội hình và có 1-2 cầu thủ để dự bị thôi, nhưng mà mọi người cũng biết được điều đấy và dù có mệt mỏi nhưng mọi người cũng cố gắng là mỗi người đỡ nhau một ít. Ai mệt nếu mà bị đối thủ tấn công nhiều quá thì mọi người đổi vị trí cho nhau để có thể giữ được cái tỷ số không bị thua quá nhiều, vì bọn em biết là khi mà đối đầu với cả những cái đội như Hàn với Nhật thì thường bọn em để thua rất là nhiều. Mà trong vòng chung kết mà bọn em để thua nhiều như thế thì bọn em không có cơ hội nào hết. Đúng rồi. Bọn em chỉ có thể nào sao giữ tỷ số một cách ít nhất thì bọn em mới có cơ hội. Đúng rồi. Vì vậy mọi người thực sự là trong hai cái trận đấy có những lúc mà bọn em còn không nghe được cái sự chỉ đạo của bác Trung nữa, vì lúc đấy bọn em quá áp lực và bọn em chỉ biết là mặc dù không phải đúng là vị trí sở trường của bọn em đâu, nhưng mà thấy các bạn mà bị có dấu hiệu đuối sức hay gì bọn em là tự đổi vị trí cho nhau để hỗ trợ nhau một khoảng thời gian nào đấy xong mới quay lại cái chiến thuật của bác. Thực sự là cái quá trình ở Asian Cup vừa rồi anh thực sự luôn là anh không dám tin, cho đến khi mà đội mình vào World Cup rồi anh cũng không dám tin luôn. Đến khi đi đón các em anh cũng không dám tin, anh bảo là tại sao nó nhiều khó khăn như thế mà bọn em có thể vượt qua được. Có phải là vì cái ý chí không bao giờ từ bỏ? Thực sự là bọn em trong những cái lúc như thế bọn em cũng cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng mà bọn em cũng nhận được cái sự động viên từ phía bác huấn luyện viên Malik Trung. Bác cũng có nói với bọn em là tinh thần của người phụ nữ Việt Nam thì không bao giờ được từ bỏ hết, mặc dù có bao nhiêu sức thì bọn con cứ vào trận chơi bấy nhiêu, mắc có lỗi lầm như thế nào thì cái đấy đều bác sẽ chịu trách nhiệm. Việc của bọn con là bọn con cống hiến hết mình thôi, vinh quang là của bọn con, còn đâu có cái chê trách hay gì thì bác sẽ nhận hết cho bọn con. Vì vậy bọn em cũng rất là thoải mái tâm lý khi bước vào mỗi trận đấu, mặc dù mình có thua thiệt hay như thế nào thì bọn em vẫn đều cố gắng hết mình và không bao giờ từ bỏ những cái gì mà bọn em đã đề ra. Cũng rất là may mắn trong các trận đấu tiếp theo thì mọi người dần dần hồi phục và bọn em có lực lượng hơn. Và cũng có một số chị không bị nhiễm Covid thì các chị cũng hiểu được và cũng gánh thêm trách nhiệm cho bọn em, và các chị phát huy rất là tốt vì khi mà không bị Covid các chị có sức khỏe và cũng hỗ trợ được rất là nhiều. Vì vậy bọn em cũng cảm thấy rất là yên tâm và cái sự đoàn kết của bọn em nó được khăng khít hơn khi mọi người biết và thông cảm cho nhau. Đến bây giờ sau khi chúng ta đã có xuất dự World Cup rồi, Thái Yến nghĩ lại cái hành trình đấy, cảm xúc của em như thế nào? Bây giờ là chúng ta đã rất là tĩnh rồi đấy, không còn có bị xáo động bởi cái điều gì. Em có tin là điều này nó có thể trở thành hiện thực được? Thực sự bản thân em vẫn bây giờ nghĩ đến, chưa biết là tại sao mình có thể đi World Cup được. Vì thực sự cái quãng thời gian đó em là người trải qua, em cảm thấy rất là khó khăn. Và đúng là cái lúc mà bọn em có cái tiếng còi hết giờ trong trận đấu với cả Đài Loan thì lúc đấy thật sự là mọi người không biết là nói gì hơn, đó là thực sự là không nghĩ là mình có thể làm được đến điều như vậy. Và đến bây giờ thì lúc chị em cũng ở trong đội cũng nói đùa nhau là không biết làm sao mà mình có thể đi được đến World Cup nữa. Rồi mọi người cũng bảo là cho sự nỗ lực cố gắng của đoàn đội cũng như là cái sự đoàn kết tinh thần nó đẩy lên cao, vì vậy dù có khó khăn thế nào thì bọn em cũng có thể vượt qua. Cái giấc mơ World Cup nó đối với cái lứa của bọn em nó lớn như thế nào? Và anh đã từng nói chuyện với rất là nhiều những cầu thủ ở trong đội, ví dụ như là Tuyết Dung này, Huỳnh Như này, Trương Kiều này, Thùy Trang này, các bạn ấy nói là nếu mà không được đi dự World Cup là các bạn ấy quyết tâm là không giải nghệ. Thì cái giấc mơ World Cup nó lớn như thế nào với cái lứa của Hải Yến và đặc biệt là với Yến? Đối với World Cup ấy, thì bọn em ai cũng đều có một cái ước mơ chung là được một lần tới cái vòng chung kết bóng đá World Cup. Đấy là cái điều mà không chỉ riêng em mà tất cả các đồng đội của em đều hướng đến. Bọn em cũng đặt mục tiêu đấy là làm sao phải được một lần trong đời có thể đến với cả sân chơi của thế giới. Không thể nào mà suốt ngày bọn em chỉ là đá AFF hoặc là đá SEA Games với các đội như là Thái Lan rồi Myanmar. Bọn em muốn có nhiều đối thủ với các châu lục khác hơn. Bọn em cũng tự động viên ấy, vì là các chị cũng đã bỏ lỡ khá là nhiều lần cơ hội đến với World Cup. Thì với cái lứa của bọn em hiện tại thì cũng được đánh giá là một đứa cầu thủ khá là mạnh, thì tại sao bọn em không đặt ước mơ cho mình là phải đến được World Cup? Vậy khi mà trong cũng rất là nhiều lần bọn em các chị em ngồi trò chuyện với nhau thôi thì mọi người cũng bảo là phải đi được World Cup, nếu mà không đi được World Cup thì không giải nghệ. Vì lúc đó người em mọi người bảo là
cái này là cái mục tiêu chung, không chỉ là chỉ riêng cho bọn em đâu, mà đó là cái mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam. Vì lứa bọn em đang là rất là được đánh giá khá là cao, vì vậy bọn em lên làm một cái gì đấy nó tạo ra một gọi là dấu ấn riêng cho cái lứa của bọn em, chứ đừng để phải đến các em của mình hay như thế nào đấy. Mà trong khi mà bọn em có cơ hội thì bọn em hãy thực hiện cái giấc mơ đó trước. Vì vậy bọn em đã rất là quyết tâm khi mà bước vào giải đấu, tự bản thân cá nhân của mỗi người tự sốc tinh thần của mình để làm sao có thể thực hiện một cách tốt nhất, có thể giành vé Liên Hợp Quốc ạ. Người ta nói rất nhiều đến World Cup, nó như là một cái sân chơi của cuộc đời chúng ta, và nó có thể tạo cho chúng ta những cái cơ hội lớn để ra châu Âu thi đấu. Cầu thủ nam nói rất nhiều về chuyện đi ra nước ngoài thi đấu Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu. Thì ở các cầu thủ nữ, nhất là các tuyển thủ nữ của chúng ta, các em có giấc mơ đấy hay không? Thực sự là bọn em thì cũng là cầu thủ, cũng có sự đồng cảm với các bạn đội nam thôi. Bọn em cũng muốn thể hiện mình và cũng là được người ta ghi nhận cái sự cống hiến của mình. Vậy khi mà bọn em có thể thực hiện tốt ở trong nước thì tại sao không có cơ hội để cho bọn em đi ra với cả nước ngoài. Vậy khi bọn em cũng muốn là mình mỗi lần mà bọn em đi ra nước ngoài tập huấn hay là đi ra nước ngoài thi đấu thì bọn em cũng nghĩ đây là một cái cơ hội để cái như là quảng bá cá nhân của mình đến với cả các đội bóng của nước ngoài. Vậy mọi người rất là muốn là có một lần nào đấy có thể mình không thi đấu trong nước nữa mà ra nước ngoài thi đấu để có thể trải nghiệm cũng như là phát triển bản thân một cách tốt hơn. Hải Yến cũng giống như một số các chị em nữ của chúng ta đã từng có cơ hội, đã từng nhận được những lời mời, thậm chí đi Bồ Đào Nha rồi. Anh cũng biết là có một cái đội bóng của Thụy Điển, họ cũng đã từng sang tận Hà Nội rồi, họ đã xem những cái trận đấu giải vô địch quốc gia rồi. Chúng ta đã có những cơ hội như thế nhưng vì sao chúng ta lại không đi được? Có phải là vì do cơ chế hoặc là có những cái cam kết hợp đồng gì với các câu lạc bộ chủ quản đó? Hay là vì là có một cái lý do gì khác? Thực sự là phía câu lạc bộ bọn em, khi mà bọn em được nhận những cái lời mời như vậy thì phía câu lạc bộ bọn em cũng rất là ủng hộ và cũng rất là muốn bọn em được trải nghiệm ở nước ngoài, vì khi đó thì cái thương hiệu câu lạc bộ cũng được tăng giá trị. Vì vậy bọn em cũng rất là tích cực, và cũng bọn em cũng có một cái điều đấy, bọn em cũng cái về giấy tờ thủ tục thì chắc là bọn em cũng chưa thông suốt được. Vì vậy khi mà để xin một cầu thủ bóng đá nữ ra nước ngoài thi đấu thì cái đấy nó có vẻ như là hơi vất vả, nó không như các bạn cầu thủ nam là khi mà các bạn thi đấu và tập luyện trong một câu lạc bộ thuộc dạng như là tư nhân chứ nó không phải về phía nhà nước. Đúng rồi. Vì vậy những cái giấy tờ liên quan đến các bạn nó sẽ đơn giản hơn so với cả bọn em. Nó là hợp đồng, nó biết thời điểm nào là hết hợp đồng. Và đôi khi cái quyền lực hành chính nó không can thiệp vào quá nhiều. Giấc mơ lớn nhất của em với tư cách là một cầu thủ là gì? Thực sự là giấc mơ lớn nhất của em với tư cách là một cầu thủ là em có thể đá được World Cup và em đi dự World Cup cùng mọi người tại đội tuyển, thì thực sự là em đã cùng các bạn đã thực hiện rồi. Và em nghĩ là sang năm khi mà có cơ hội đến dự World Cup thì em sẽ cố gắng tập luyện cũng như rèn luyện bản thân nhiều hơn để làm sao mình có thể đứng trên sân chơi quốc tế một cách vững vàng nhất. Như thế nào với Hải Yến và với đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup thì em cho là thành công? Em nghĩ là bọn em có thể cống hiến hết bản thân mình. Còn cái kết quả thì cũng vì mình cũng biết là cái thực lực của mình ở đâu, nhưng bọn em cứ thể hiện hết bản thân của mình thôi. Còn cái sự nhìn nhận về phía khán giả cũng như là mọi người hâm mộ thì đấy là cũng có một cái số tích cực hoặc là cũng có thể là tiêu cực. Nhưng mà bọn em đã cố gắng hết bản thân mình thì bọn em không hổ thẹn với cái điều gì hết. Cá nhân em là một tiền đạo thì em cũng rất là mong muốn là mình có riêng cho mình một bàn thắng tại sân chơi World Cup. Và hơn hết nếu mà đội có thể có điểm ở World Cup thì điều đấy thì quá là tuyệt vời. Thì không dễ gì mà có được điểm ở cái sân chơi lớn như vậy. Yến có muốn gửi một lời gì cho người hâm mộ, những người yêu mình bóng đá nữ? Rồi là em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đối với bóng đá nữ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Và cũng rất là mong mọi người có thể tiếp tục sát cánh cũng như cùng đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ và bóng đá Việt Nam trong thời gian sắp tới, để bọn em có thể cố gắng, có cái động lực cố gắng nhiều hơn nữa. Có một điều nữa mà Minh Hải xin bật mí cho quý vị là Hải Yến không chỉ là một cầu thủ rất cừ khôi ở trên sân mà bạn học rất là giỏi luôn. Kể cho mọi người nghe về cái câu chuyện liên quan đến cái tấm bằng giỏi của em đi. Là em khi em
tập luyện ở câu lạc bộ Hà Nội. Thì cũng rất là may mắn khi là các bác lãnh đạo tại câu lạc bộ Hà Nội thì cũng rất là tạo điều kiện cho bọn em. Khi mà bọn em học hết trung học phổ thông thì ai có nhu cầu thì có thể đăng ký thêm học đại học. Và các bác rất là tạo điều kiện với điều đấy để có thể định bọn em có tương lai sau này. Vì vậy em cũng có đăng ký đi học đại học ở bên trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn. Và em thì em cũng biết là em không có nhiều thời gian để có thể học những cái trường như các bạn khác, các ngành khác. Vì cái thời gian của bọn em thường phải đi thi đấu nhiều. Vì vậy các thầy cô ở bên trường Từ Sơn thì cũng có hệ đào tạo dành cho các vận động viên ưu tiên. Khi bọn em có thời gian thì bọn em sẽ trả lời sau chứ không cần phải đúng quá. Vì như thường như các trường ngoài, nếu mà các trường khác thì không đúng thời gian thực hiện hết các cái môn học của trong kỳ đó thì bọn em sẽ bị hủy điểm hoặc gì đó. Nhưng mà bọn em được phía trường Từ Sơn rất là tạo điều kiện. Vì vậy là khi mà em có thời gian em học được môn nào thì em sẽ tranh thủ sang học luôn và học hết cái môn đó luôn để có thể có điểm. Và em tích lũy dần, khi mà học hết các cái tín chỉ thì các thầy cô sẽ để cho em thi tốt nghiệp là để em có thể lấy được bằng. Trên Facebook anh nhìn thấy em với trong một cái bộ quần áo cử nhân với một cái tấm bằng cái loại siêu giỏi. Anh thề luôn với em là anh nể em kinh khủng luôn. Bởi vì những cái người họ không đi thi đấu, không đi tập luyện mà họ để kiếm một cái bằng giỏi đó là khó rồi. Em vừa lên đỉnh cao ở trên sân cỏ, em vừa chinh phục những cái danh hiệu cá nhân và tập thể. Em đi World Cup và em vẫn loại giỏi. Anh thật sự luôn là anh thấy em làm tất cả mọi thứ đồng thời cùng một lúc, nhưng mà anh thấy là em làm rất là tốt. Thực sự là có vất vả lắm không? Không chỉ vất vả mà quá vất vả luôn anh ạ. Em nghĩ là trong khoảng thời gian mà em vừa đi tập luyện vừa đi học như thế, và có nhiều hôm trong lúc em ở câu lạc bộ thì có thể các thầy cô sẽ tạo điều kiện để cho em sang bên trường và học và ở luôn ở bên trường. Nhưng mà có khoảng thời gian thì có một số môn nó cái lịch thi hoặc là cái lịch học của em nó vướng vào những cái ngày mà tập trung đội tuyển, thì cái điều mà ở tại trường đấy là rất là không thể. Vì vậy em cũng được bác Mai Đức Trung rất là tạo điều kiện là có một số buổi thi hoặc là buổi học mà vướng tập trung đội tuyển thì bác cũng tạo điều kiện cho em là khi mà tập luyện xong với đội thì em sẽ đi sang trường học và khi kết thúc buổi học thì em sẽ lại về tập trung lại với đội. Nhiều lần như thế, có những ngày em đi từ lúc 6 giờ sáng mà đến 9 giờ tối mới đi lại từ bên Bắc Linh về. Có nhiều lần ngược bị mấy anh công tác giao thông còn thấy đi một mình đêm, các anh còn giữ lại. Nhưng mà cũng rất là cảm ơn đến các bác lãnh đạo của phía bên câu lạc bộ Hà Nội cũng như là phía ban huấn luyện Mai Đức Trung là rất là tạo điều kiện cho em thì em mới có thể hoàn thành cái việc học của mình một cách tốt nhất. Định hướng của Yến trong tương lai là gì? Sau khi em giải nghệ với tư cách là một cầu thủ thì em định hướng tương lai của mình sẽ làm gì và mình sẽ cống hiến cho bóng đá trên phương diện gì và theo cách nào? Là em khi mà học xong đại học em vẫn đang theo sự nghiệp cầu thủ, nhưng mà em cũng muốn có một cái hướng cho mình là khi em kết thúc cái sự nghiệp cầu thủ thì em vẫn muốn theo mình sự nghiệp bóng đá. Nếu em không còn sức có thể tham gia thi đấu thì em cũng muốn mình sẽ có thể trở thành một huấn luyện viên và tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Chứ em bây giờ thực sự là cuộc sống của em bây giờ, em nghĩ là cái cuộc sống của em bây giờ, cái khoảng thời gian nhỏ thì em không nói gì, nhưng mà hầu như toàn bộ thời gian của em bây giờ là sống và ăn ở cùng bóng đá. Nên em nghĩ là khi mà có một cái cơ hội hoặc là có một cái điều kiện gì đấy thì em vẫn muốn là tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Em cũng muốn là sau này mình sẽ trở thành một huấn luyện viên để có thể đào tạo các lứa cầu thủ tiếp bước mình. Anh chưa thấy em nói về cái cuộc sống riêng của em. Sau khi kết thúc sự nghiệp thì mình có thể là mua một căn nhà, mình có thể là lập gia đình hoặc là đấy, tất cả mọi thứ, vì em đã hy sinh quá nhiều rồi. Cuộc sống của mình nó phải cân bằng. Kết thúc sự nghiệp thì em cũng rất là may mắn, bố mẹ em cũng có mua cho em nhà riêng ở. Ôi sướng nhỉ. Em cũng khá là may mắn, bố mẹ em cũng rất là tạo điều kiện cho em để
Sau khi mà em kết thúc sự nghiệp của mình thì em cũng có cuộc sống cá nhân riêng, vì bố mẹ em cũng biết là cái sự vất vả của em trong những năm tháng mà em tập luyện. Vì vậy bố mẹ em cũng là muốn bù đắp cho em để em có cuộc sống tốt hơn mà khi mà em kết thúc sự nghiệp. Em cũng rất là cảm ơn bố mẹ em vì điều đó. Tuyệt vời. Anh cũng muốn em có một cái gì, tài sản hay cái gì đó để có thể lập gia đình, vì tự là so với lứa tuổi của em bây giờ thì các bạn cũng đã có gia đình hết rồi. Về cái lứa tuổi của em mà lập gia đình thì cũng rất là khó khăn, như vậy bố mẹ em cũng muốn có một cái lợi thế để cho em có thể có cuộc sống thoải mái sau này. Khi Yến nhắc đến bố mẹ thì anh mới lại chợt nhận ra một điều là anh chỉ có quan tâm và anh chỉ có chia sẻ với em thôi. Nhưng thực ra bố mẹ mình cũng hy sinh nhiều lắm đấy nhá. Những lúc em ốm, những lúc em Covid ở bên kia, rồi những lúc em chấn thương, những lúc mà em thi đấu không tốt, có thể nhé, mình lo một thôi, bố mẹ lo 10 đấy. Thực sự mình rất là không công bằng nếu mà mình không nói về bố mẹ. Em thấy cái sự hy sinh của bố mẹ cho mình, thậm chí là còn chuẩn bị trước cho mình một căn nhà, tạo cho mình cái lợi thế để về sau có một cuộc sống tốt hơn. Là bố mẹ em thì lúc mà mới đầu em đi đá bóng thì cũng không đồng ý đâu, nhưng mà khi mà em đã theo vào đó sự nghiệp thì bố mẹ em lại rất là ủng hộ. Mà có là nhiều lần bố em cũng không nói chuyện với em đâu, mà biết là em thi đấu ở sân Hà Nam hoặc là thi đấu ở sân ở liên đoàn nào đến xem thì sợ bí mật, sợ nói với em thì em lại tâm lý. Cũng nhiều lần như thế. Cũng có nhiều lúc bố mẹ em cũng biết là trong cái lúc mà thi đấu căng thẳng thì em cũng rất là hay bị tâm lý, như vậy thường hỏi chuyện bạn bè của em chứ không xem em như thế nào, chứ không gọi điện trực tiếp cho em nhiều. Mặc dù là rất là lo lắng cho con mình. Khi đó thực ra em cũng biết là mỗi lần gọi điện hỏi thăm bạn em, các bạn em cũng đều nói lại là bố mẹ hỏi thăm các thứ, em cũng biết, nhưng mà không có nhiều. Vì mỗi lần mà em có cái vấn đề gì đấy thì bố mẹ em rất là lo lắng nhiều. Đợt em bị gãy tay, hoặc là cũng có một thời gian em tập luyện em bị stress quá, em cũng mỗi lần muốn kiểu xin nghỉ hay gì đấy thì bố mẹ em rất là biết, và vì vậy thường tìm cách nào đấy động viên để cho mình cảm thấy nó nhẹ nhàng chứ không. Thì mỗi lần nếu mà bố mẹ em gọi điện trực tiếp cho em thì sẽ em bị dễ xúc động. Thì cũng nhắm đến là thôi thì sự nghiệp thì cũng gọi là tương đối rồi, thì học hành là cũng ra trường rồi, thì cũng auto xếp một công việc sang xây dựng gia đình. Làm cha làm mẹ thì cũng chỉ mong thế thôi, có công việc và có gia đình, thế là bố mẹ yên tâm. Và thưa quý vị và các bạn, là ngày hôm nay Minh Hải đến thăm nhà Hải Yến cũng chỉ muốn giới thiệu cho các bạn một gương mặt khác của Hải Yến, không phải là một gương mặt mà hay ăn mừng ở trên sân, đúng không, mà còn là một người con rất là tinh tế, hiểu về bố mẹ, một người cháu luôn luôn canh cánh những cái tình cảm đối với bà, rồi một cô học sinh sinh viên học rất là giỏi, rất là chăm chỉ, và trên tất cả là chúng ta hiểu về cái giấc mơ cũng như là những cái khó khăn mà Hải Yến đã vượt qua. Hôm nay thì anh xin phép là có một món quà nhỏ để tặng em, vì biết là em đã từng có liên quan đến xương, cái này vấn đề là xương khớp rất là tốt, và hậu Covid thì nên dùng cái này. Em bị Covid rồi dùng cái đông trùng hạ thảo này rất là tốt, và đây là một chút phần quà của Vlog Minh Hải để em mua kem chống nắng. Cảm ơn em rất nhiều. Và thưa quý vị và các bạn, là chúng tôi sẽ còn trở lại với rất nhiều những nhân vật hay như Hải Yến, và chắc chắn sẽ mang lại năng lượng tích cực cho tất cả chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị. Cao bằng lông là cao sừng hưu. Cao bằng lông CBG được chế biến từ 100% sừng hưu từ vùng núi Altai CBG Liên bang Nga. Đây là loài hưu được đánh giá cho chất lượng sừng hưu vô cùng bổ dưỡng, bởi chúng có khả năng thích ứng với các điều kiện khắc nghiệt của vùng núi CBG. Cao bằng lông CBG được nấu trong suốt 5 ngày đêm, kết hợp giữa phương pháp cổ truyền và hiện đại, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng là những sản phẩm vô cùng chất lượng. Cao bằng lông CBG chứa hàm lượng protein, axit amin, canxi vô cùng tốt cho sức khỏe của người sử dụng.
Cao bằng không CBD rất hiệu quả cho người gầy yếu, mệt mỏi, suy nhược, sức đề kháng kém, đau nhức xương khớp. Chỉ 2 tuần để lấy lại thể lực sung mãn, khí lực dồi dào. Chỉ 2 tuần để bạn cảm nhận tác dụng của Cao bằng long CBD, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ giảm triệu chứng đau nhức xương khớp, tê nhức chân tay, hỗ trợ mạnh tân xương và tăng sức đề kháng. Mua một hộp Cao bằng long CBD 100g tặng ngay một hộp tỏi kim cương Đông Á 100g trị giá 1.200.000 đồng. Mua 2 hộp Cao bằng long CBD 100g tặng ngay một hộp tỏi kim cương Đông Á 300g giá 2.400.000 đồng. Hãy gọi ngay đến số hotline để đặt mua được sản phẩm Cao bằng long CBD